Rồi em xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Thì sáng hôm nay là ngày mùng 10 đầu năm, em cũng đang có mặt tại chợ Bà Chiểu, tại tiệm vàng My Hồng. My Hồng nha. Thì sáng hôm nay em đang có mặt tại tiệm vàng My Hồng để em chia sẻ đến bà con, cô chú anh chị mình tại tiệm vàng My Hồng tại chợ Bà Chiểu, để cho cô chú anh chị mình xem ngày đầu năm bà con sẽ đi mua vàng như thế nào nha. Tiệm vàng My Hồng và thuộc là chợ Bà Chiểu nha. Thì sáng nay bà con sẽ đến mua vàng cũng khá là đông nha. Thì mình sẽ kiếm một cái chỗ mình sẽ vô mình đứng mình review chia sẻ đến cô chú anh chị mình buổi sáng hôm nay nha. Đó là sáng hôm nay thì bà con đến đây thì cũng khá là nhiều trong cái ngày đầu năm nè, quá trời luôn. Ở đây có cái bãi cho bà con giữ xe rất là lớn luôn. My Hồng tiệm vàng này lớn nhất từ ở quận Bình Thạnh, ở chợ Bà Chiểu nha. Quá đông luôn. Ở đây thì sáng nay có mấy anh lực lượng cũng giữ xe, giữ trật tự cho bà con mình, khá là đông. Tiệm vàng My Hồng bà con bây giờ vô trong hết rồi, người ta vô trong mua, tại vì ở trong bên trong đông quá, người ta cũng hạn chế không cho YouTube vô trong quay, thì mình cũng ở ngoài mình chia sẻ đến cô chú anh chị mình ngày đầu năm, nhưng mà mới sáng sớm nha, giờ cũng chưa nhiều lắm đâu. Ở đây rất là đông cô chú anh chị ơi. Sáng nay thì bà con tấp nập đến tiệm vàng để mua vàng, nói chung rất là đông. Dạ. Chen nhau đi mua vàng ngày đầu năm. Bữa nay mùng 10 nè, mua vàng về cúng thần tài ông thổ địa nên rất là đông. Nhân viên ở đây rất là cực lực, dắt xe ra vô cho bà con. Đây rút tiền đi mua vàng, đây là rút tiền đi mua vàng luôn, có cây ATM luôn, rút đây vô đó mua luôn. Quá đông nha. Rất đông nha. Bà con đi mua vàng rất là đông. Và sáng nay thì nó ùn tắc, ùn tắc. Chút xíu nữa thì cô chú anh chị thấy nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Nó sẽ ùn tắc nhiều hơn nữa nha. Quá đông thì gọi là ùn tắc luôn. Thì sáng nay bà con vẫn tiếp tục đi mua vàng đầu năm ngày mùng 10 nên rất là đông. Ở đây lực lượng chức năng rồi bên nhân viên tiệm vàng cũng hỗ trợ bà con rất là đông. Dạ đông lắm cô chú chị ơi. Tiệm vàng My Hồng là nổi tiếng, mấy anh ở đây giữ xe cho bà con cũng rất là đông. Rồi bên trật tự, rồi bên đô thị vẫn giữ cho bà con mình một cái an toàn giao thông, một cái trật tự văn minh sạch đẹp. Đông lắm bà con ơi, rất là đông. Chỉ được ngày mùng 10 đầu năm thì các cái tiệm vàng lớn, tiệm vàng nổi tiếng, thì nói chung tiệm vàng uy tín thì được rất là đông bà con tín nhiệm
đặt niềm tin nên là bà con đến đây mua vàng rất là đông nha. Tiệm vàng Mỹ Hồng thuộc chợ Bà Triểu, quận phường đường Vũ Tông, phường 14, quận Bình Thạnh. Đông quá, đông quá, quá trời đông. Các anh giữ xe cũng hơi bị đuối à. Nay mệt anh hả? Nay đuối à? Quá trời đông. Bà con đến đông lắm nha. Bà con đi mua vàng. Chen nhau. Ngày đầu năm bà con sẽ đến tiệm vàng Mỹ Hồng thuộc đường Vũ Tông, chợ Bà Triểu để mua vàng đầu năm về cúng ông thần tài thổ địa với mua vàng đầu năm để lấy lộc, nên bà con đến rất là đông. Ở đây mấy anh nhân viên nè giữ xe rất là qua tiệm vàng này có cái bãi giữ xe rất là lớn của chú anh chị, rất là lớn luôn á. Bà con đến đông quá, mình không vô được đâu, mình chỉ đứng mé bên ngoài thôi. Mình sẽ đứng mé bên ngoài, mình chia sẻ đến cô chú anh chị mình. Và thật sự thì rất là đông. Cái này là mặt bên hông thôi, mặt trước thì nó còn đông hơn nữa nha. Quá trời. Mình cũng tranh thủ mình sẽ hỏi về giá vàng. Và thấy rất là đông luôn, cả hai bên, mé mặt trước và mặt sau, thì bà con cũng sắp xếp và xếp hàng nhau để vô mua vàng. Thì mặt trước của tiệm vàng Mỹ Hồng là nằm số 312 đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh nha. Bà con vẫn xếp hàng rất là đông. Dạ, rất đông nha cô chú. Wow. Đây thì cũng nhờ các ngành lực lượng chức năng cũng đến hỗ trợ bà con để cho cái sự giao thông khỏi bị ùn tắc. Rất đông nha. Bà con vô mua vàng rất là đông. Cũng ngày đầu năm, đây là tiệm vàng Mỹ Hồng, là nổi tiếng từ hồi nào tới giờ ở chợ Bà Triểu và quận Bình Thạnh và nói chung trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đặc biệt theo quay cái lóc hả cô hả? Này heo quay cá lóc nữa, thêm heo quay cá lóc nữa nè. Đó. Cũng bán rất là ok nha. Bà con mua rất là đông. Quá đông nha. Vỡ trận luôn. Thật sự thì vỡ trận với mới có sáng sớm thôi. Tiệm vàng Mỹ Hồng và mới có 8:30 mà bây giờ thật sự là vỡ trận rồi. Tiệm vàng Mỹ Hồng niềm tin vàng. Đây thì nói chung là bán vàng của tiệm vàng Mỹ Hồng nổi tiếng là mấy chục năm ở đây rồi cô chú chị, nên bà con ở quận Bình Thạnh và các quận lân cận thì cũng rất là đặt niềm tin vào sự tin tưởng đặt vào ở nơi tiệm vàng Mỹ Hồng, nên bà con đến đây cũng rất là đông.
trong ngày đầu năm mùng 10, đông lắm nha. Rất là đông của quý vị tại sáng nay tại tiệm vàng My Hồng. Ồ, đông quá. Thật sự là sáng nay là vỡ trận luôn tại tiệm vàng My Hồng. Bà con đến rất là đông. Thì bây giờ mới 8 rưỡi thôi thì ở tiệm vàng My Hồng bà con đến sánh vàng. Đông ngàn, đông ngàn. Ở đây nó có cái chỗ cho bà con mình gửi xe nữa nha. Cô chú anh chị mình tới qua có cái bãi gửi xe trong hầm rất là lớn luôn để bà con mình khi tới mua vàng phải để gửi xe thôi. Quay phim cô mua vàng chưa? Đây là bãi dưới xe nè. Đông quá nha, rất là đông. Đông này mình không có thể hỏi được ai đâu cô chú anh chị. Đông lắm. Từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong đều tắc. Rất là đông. Sáng nay là ngày mùng 10 đầu năm nè. Rồi thì mỗi chỗ em sẽ review chia sẻ đến cô chú anh chị mình một ít vậy thôi nha. Rồi em xin tạm dừng video. Rồi em cũng đi làm tiếp những clip hot nhất của ngày đầu năm mùng 10 để chia sẻ đến cô chú anh chị nha. Và tiếp theo là cũng là cá lóc, heo đồ, đòi thịt heo quay đồ này kia. Ngày hôm nay rất là hot. Hôm nay là ngày mùng 10 đầu năm. Rồi thì video này em cũng xin tạm dừng nha. Hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo nha.